khá là tù. Mặc dù chiêu thức là rất xa nhưng khả năng cơ động thì rõ ràng không thể so sánh được với một Liliana ở trong ván thi đấu này. Và nếu như Pikachu kết hợp tốt cùng với những người đồng đội để có thể kiểm tỏa được bên phía Nova thì rõ ràng là hai AT của Boze ở trong ván thi đấu này sẽ thật sự khó đánh. Giai đoạn đi đường đối đầu với bộ đôi Cafedi cùng với Alice thì một chất tướng counter giai đoạn đi đường là Cafedi, và cái dòng chảy tới không của Xuân Bách thì chắc chắn cũng sẽ là một thứ rất khó chịu với cái bão phi tiêu của hai AT. Vừa rồi là những tình huống nháy đèn đầu tiên trước khi đi ra đường giữa của các thành viên bên phía Nova Esports, và T-Flash thì chỉ để lại một mình Pikachu ở đường giữa mà thôi, khi mà Alice của Xuân Bách cũng đã bám xuống dưới đường của Cafeni cùng với Case từ rất sớm rồi. Và cũng không có lý do gì để Xuân Bách có thể di chuyển vào khu vực đường giữa khi đó là Illumia và Tachi. Rõ ràng một mình Xuân Bách với cú choáng ở giai đoạn đầu tiên nó không phải là vấn đề với cặp đôi của Nova Esports, và bây giờ tiếp tục là cướp rừng. Có vẻ như là Nova Esports rất thích cướp rừng tại giải đấu AIC 2022 năm nay, thì gần như là trận thi đấu nào họ cũng muốn cướp bóng một chút. Đây là ADC tấn công vào vị trí của Stock. Benji đang bắn rất đau bởi Case. Case vẫn đang xì lên, là Benji đã ép người đầu tiên lên bảng điểm số. Another cướp xong màu đỏ và anh ta thoát về với sự cơ động của Nakroth, nhưng bên phía của Nova Esports đã phải trả lại, đó là điểm cuộc chiến công đầu. Vẫn là một sự chủ động quen thuộc đến từ bên phía của Nova Esports. Tuy nhiên thì có lẽ là ở thời điểm này T-Flash cũng đã dần quen với lối chơi đó của đối thủ của mình, và phương án mà họ đưa ra để đáp trả là rất tốt. Bỏ lại bùa đỏ và tấn công vào người sang bùa đỏ của đối phương để cướp lại. Và như thế thì chúng ta vừa không mất bùa và vừa có được cho mình điểm chiến công đầu. Bên phía của đội tuyển Nova Esports họ đang có 4 người và Anaser đang đánh lên là vô cùng gắt khi mà ADC chưa có cấp độ 4. Và đó pha là tốt đến từ Nakroth nằm trong tay của người đi rừng đến từ nước Đức. Đó là một tình huống mà Anaser đã thi đấu và kêu gọi đồng đội của mình là rất tốt. Anh ấy có con bùa đỏ, cú chém đầu tiên làm chậm và sau đó là thêm một cái trừng phạt làm chậm nữa đến từ vị trí của Anaser, khiến cho ADC, một Zuka chưa có cấp độ 4 đã phải lên bảng điểm số. Nhưng lượng tiền thì bên phía đội tuyển T-Flash vẫn đang chênh lệch so với đối phương khoảng 400 tiền, nó đến từ cái luyện kim đến từ vị trí của Xuân Bách, cũng như là khả năng farm đến từ T-Flash là tốt hơn. Bây giờ sẽ là con rồng ánh sáng, ADC chưa có được cho mình cấp độ 4, nhưng cú trừng phạt vừa rồi đã chiến thắng trước cái bão phi tiêu đến từ vị trí của Pearl, và đó là điểm hạ gục dành cho Xuân Bách với lượng sát thương dồn vào rất nhiều đến từ Pikachu. Và như đã nói thì cái dòng chảy thời không của Alice rõ ràng sẽ khiến cho hai AT gặp thật sự rất nhiều những khó khăn. Cái T đang tiếp tục thể hiện được sự dũng mãnh của mình cùng với con bài Veres khi đẩy lùi vị trí skirt của Heihei về. Heihei đang rất thích đánh những vị tướng chống chịu cực căng. Ván thứ nhất là Mina và ván thứ hai là skirt, nhưng cả hai ván đấu thì vị trí của Heihei đều đang phải gặp những lượng sát thương rất ổn và cả khả năng đi đường tốt của bên phía T-Flash. Rõ ràng là Heihei đang có hai ván thi đấu đi đường thua so với cả KT. Ở trong ván thi đấu đầu tiên đó là con bài Ryoma trong tay của KT, còn ván thi đấu thứ hai là một chất tướng mạnh hơn Skirt rất nhiều ở trong giai đoạn đầu, đó là Veres. Tiếp tục là một tướng muốn cướp bùa đỏ đến từ bên phía Nova Esports. Đây là Anaser sử dụng cho mình chiêu cuối để tạo trừng phạt được thành công con bùa đỏ này, nhưng có cầm lại đến từ vị trí Xuân Bách rất khó chịu. Đây là cú long toái đến từ Benji và nó tạm thời ngăn cản được các thành viên bên phía đội tuyển T-Flash càn lên. Stock bị choáng bởi Xuân Bách cũng như là Pikachu, nhưng rất tiếc là sát thương lại chưa đủ đến từ cặp đôi của T-Flash trong tình huống vừa rồi. Có lẽ là ở trong giai đoạn đầu của sự nghiệp thì Xuân Bách cũng đã đánh cùng với Alice của Proe rất nhiều, và Xuân Bách cũng đang cho thấy khả năng đặt chiêu với Alice của mình là chất lượng. Và ở thời điểm này thì Alice cũng đang có KDA là 1-0-1 cùng với Cafeni của Case, cũng như là một lượng tiền rất ổn so với các thành viên ở phía bên kia. Còn KT thì đang vẫn thể hiện được một kỹ năng rất tốt của một người đã từng là thành viên của cả Sài Gòn Phantom lẫn Box Gaming. Có thể nói KT là một trường hợp rất đặc biệt của Lenovo Mobile Việt Nam khi đã thi đấu cho rất nhiều những đội tuyển lớn. Gần như là KT đã thi đấu hết những màu áo của đội tuyển trong top 4 rồi. Anh ấy lưu lạc qua rất rất nhiều đội tuyển và bây giờ anh ấy quay trở lại T-Flash với một vị trí đó là đường tần thần dê dạ. Và KT thậm chí là đang thắng đường rất nhiều so với vị trí của Heihei, hơn về mặt kinh nghiệm, cấp độ, cũng như là những tình huống KT rất tự tin di chuyển vào rừng, tấn công thẳng vào Anaser một cách vô cùng dễ dàng. Có vẻ như bên phía Nova Esports họ đang chưa biết di chuyển như thế nào cho hợp lý. Họ hiện tại chỉ đang giữ được những con bùa dành cho Anaser thôi. Và đó là điểm sáng duy nhất đến từ bên phía Nova Esports. Trong khi đó thì Benji một lần nữa bị bắt lại bởi ADC và Xuân Bách. Một tình huống bắt rất tốt đến từ các thành viên bên phía của đội tuyển T-Flash. Và Anaser thì đang có mặt để cố gắng bắt vào vị trí của Case, nhưng Xuân Bách đã có mặt để hỗ trợ sấy ngược trở lại. Mưa lên thanh là rất đau, Anaser đang phải bỏ chạy và Pose cũng vậy. Pikachu đến đây rồi và thiếu chút nữa thì ADC nằm xuống. Không thiếu một chút nào nữa khi Case quyết định băng trụ với Cafeni của mình. Điểm hạ gục thứ tư thuộc về T-Flash. Khá dễ dàng T-Flash ở trong điểm hạ gục thứ tư vừa rồi, nhưng đây là KT nhảy qua đặt mình xích của mình. Snuff lên bảng điểm số rất nhanh, thậm chí là anh ta chấp luôn cả Heihei. Benji thì đang phải phòng thủ trụ nhất ở cụm đường giữa này, nhưng có lẽ là T-Flash muốn trả đũa vị trí của Anaser bằng cách là cướp cho mình đi con bồ đỏ, nơi mà Anaser cũng đã
cố gắng xâm lăng và giữ lại cho mình con bùa đỏ này là rất nhiều. Bên phía của Nova vẫn giữ được thành công, đó là cú kéo bùa đến từ Hay, một tình huống kéo bùa là rất hay, nhưng có vẻ như là team Flash vẫn chưa từ bỏ ý định sẽ cướp đi tiếp con bùa đỏ này đến từ Nakroth trong tay của Another. Chiến thuật thắng đường thắng trận của team Flash vẫn đang được triển khai một cách vô cùng mượt mà, với 5 điểm hạ gục và cái trụ đầu tiên cũng đã được bóc đi ở ngay phút thi đấu thứ 5 bởi Kafeni của Kay rồi. Bây giờ thì Kay sẽ di chuyển lên trên để đổi đường, tiếp tục hành trình Snowball lấy đi những cái trụ ngoài trước khi kiểm soát những con bùa ở những tơn bùa tiếp theo. Và khi đó thì team Flash sẽ có rất nhiều những khoảng trống để có thể tiếp tục đẩy nhanh tốc độ của trận đấu như cái cách mà họ đã làm được ở trong game thi đấu đầu tiên vậy. Đây là KT, KT lên cho mình những món trang bị rất cục xúc, không phải là cái thương long Xenos, mà người đóng thẳng cho mình đó là một thanh kiếm Muramasa. Đây sẽ là một món trang bị có rất nhiều sát thương dành cho Vered. Đổi đường đến từ bên phía team Flash và Kay cũng đang có tình huống xảy bùa lên thành rất đau. Đây là ADC lao vào và ép đi long toái đến từ chiều Benji. Hay hay lao lên, có thần trận được bật ra từ vị trí của Snoke để hỗ trợ cho những người đồng đội, nhưng có vẻ biết nó cũng không có quá nhiều. Đây là cú choáng ba từ vị trí của Xuân Bách. ADC lao vào bấm đầu băng xương, điểm hạ gục dành cho bên phía team Flash. Tiếp theo sẽ là Hay và double kill dành cho ADC. Một tình huống quá đột biến đến từ người chơi trợ thủ Xuân Bách, và đây là lý do vì sao mà Xuân Bách lại được xếp vào một trong năm trợ thủ đáng xem tại AIC 2022 lần này. Những năm tháng thi đấu cùng với Alice của Pro E cũng đã khiến cho Xuân Bách tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm để xử lý tốt vị tướng này, và vừa rồi là một pha xử lý đã đem lại rất nhiều lợi thế và Team Flash lấy đi rất nhiều những cái trụ ở khoảng thời điểm giữa game. Một lối chơi mãnh liệt đang được Team Flash thể hiện, cùng với đó là một phong độ rất cao đến từ các thành viên. Đó chắc chắn phải là một highlight tại giai đoạn hoàng bảng của AIC 2022, thì cú cầm lặng và choáng ba từ bên phía của Xuân Bách đã khiến tôi nhớ lại Pro E năm nào, và rõ ràng là Xuân Bách đang thiến rất tốt với con bài này. Anh ấy có những cú choáng từ đầu đến giờ là cũng không phải là chật quá nhiều đâu, cứ camera quay đến thời điểm nào là Xuân Bách gần như đều choáng chúng cả. Và những cú choáng đến từ Alice trong tay của Xuân Bách đang tạo ra một sự khó chịu rất lớn, thậm chí là Xuân Bách còn bỏ qua đầu trợ thủ lấy luôn cho mình đó là cái chiếc băng ở trong món trang bị đầu tiên, sẽ giúp cho những cú dòng chảy hơi không đến từ con bài Alice này khó chịu hơn là rất nhiều. Và bây giờ thì Xuân Bách cầm cái lượng kim trên người thì rõ ràng lượng tiền cũng là rất lớn, đúng không? Lượng tiền đã là rất lớn rồi và đã có được cho mình cái chiếc băng và chuẩn bị lên cho mình đó là món đồ trợ thủ lớn đầu tiên. Có thể Xuân Bách sẽ lựa chọn cho mình đó là cái đồ dặn, đối phương cũng có rất nhiều ứng khống chế đến từ Illumia. Và đã có được đại địa mở trói đến từ Xuân Bách sau khi hoàn thành xong cho mình cái trượng băng rồi. Với ba món trang bị như thế này thì Xuân Bách sẽ có nhiều hồi chiêu và cả khả năng gây thêm hiệu ứng với cái trượng băng nữa. Và với một cây KDA xanh như thế này, 105 đóng góp vào 6/7 điểm hạ gục của cả đội tuyển tính đến thời điểm này, thì đang thật sự là một màn trình diễn ấn tượng của Xuân Bách. Trong khi đó thì ở phía bên kia, như đã nói, Hayate sẽ thực sự có một game đấu khó chơi. 0-3-0 đang là những gì mà Pose có được ở thời điểm này. Đội trưởng của bên phía đội tuyển Nova Esports vẫn đang không thể làm được gì quá nhiều khi mà người chơi trợ thủ cho anh ấy là Benji. Ở trong game thi đấu này, tôi nhìn thấy những lần long toái của Benji toàn là để bỏ chạy, chưa thấy một tình huống long toái nào mang ý nghĩa tấn công mà nó thật sự đẹp mắt cả. Và tai chi trong tay của Benji thì cũng chưa phải là một tai chi quá mắc vinh, anh ta chưa có những tình huống tích nội tại để tấn công thẳng vào cặp đôi đường giữa trợ thủ của bên phía team Flash, bởi vì đây là một cái kèo rõ ràng là tai chi sẽ nhìn hơn sát thương về mặt hơn so với Alice ở trong giai đoạn đầu, nhưng rõ ràng là Benji không làm tốt được điều đó. Và để khi mà Alice có được cho mình những lựa chọn như là cái trận bằng thì bây giờ thì sẽ là cái cửa khó theo vị trí của Benji, anh ta sẽ cần phải có những cú long toái để có thể mở ra tranh là tốt hơn. Nhưng trong một thế trận mà bạn có Alice, bạn có Liliana để mở giao tranh được với những vị tướng này sẽ là rất khó dành cho Benji cũng như là những người đồng đội của mình. Bây giờ thì có lẽ là Nova Esports sẽ tập trung lại với nhau co cụm 4-5 người, họ sẽ chỉ cố gắng phòng thủ những tân lính được đẩy lên và chờ đợi vào những tân đẩy của team Flash thôi. Ván đấu trước thì ở thời điểm này thì ván thi đấu là đã hết rồi, nhưng ván thi đấu này thì bên phía team Flash mới lấy được 6 cái trụ ngoài của phía đối phương mà thôi, nhưng có lẽ là họ cũng sẽ không mất thêm quá nhiều thời gian nữa đâu, khi đây đang là một tình huống đánh rất gắt vào của 5 thành viên bên phía team Flash rồi. Rất nhiều người thất máu và đó là điểm của Ultimate thuộc về ADC. Chắc chắn là một đường siêu cấp đầu tiên ở khu vực đường giữa đang tạm thời hơi vất vả một chút khi hết đi tơn lính rồi, nhưng sẽ có thêm lính vào ở cả khu vực đường dưới nữa và ít nhất sẽ là 2 đường. Có lẽ team Flash còn đang muốn nhiều hơn khi mà họ vẫn đang sở hữu cả 2 bùa vào thời điểm này. Vẫn còn khoảng hơn 30 giây nữa dành cho cả 2 bùa bắc vào đến từ KT, một đoạn mệnh xích sau đó tốc biến lui ra và mục tiêu đến từ vị trí của Pose. Hayate không thể được chơi game ở trong ván thi đấu này, và đây sẽ là khoảnh khắc team Flash tiến vào nhà chính của bên phía đối phương để ấn định chiến thắng 2-0 của mình ở trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 vòng bảng của bảng A. Và như vậy với chiến thắng 2-0 này thì có lẽ là tới 99% team Flash đã có được một tấm vé đến với vòng playoff.